còn câu hỏi gì nữa không? Đây. Even the CEO had to admit that plasma design, the plasma designed win was partly the result of fortunate timing. Even the CEO cũng như là hãy tiếng Việt thì mình nói giám đốc mà cái even the CEO coi nó dịch ra như sao ha, và mình có mở sẵn cái Google Translate thì coi nó sẽ dịch cái này như sao. Ngay cả CEO cũng phải thừa nhận rằng chiến thắng của Plasma Designs cái gì đó phải là kết quả của thời điểm may mắn. Cũng đúng mà không có đúng thật sự, cũng như cái chữ trong đây, cái chữ win á, win là không phải là cũng như là chiến thắng, mà nhưng điều cũng như là được thưởng á. Cái này nó cũng như nó được thưởng là cái kết quả của cái này á, là may mắn. Về tại vì may mắn ngay cả even the CEO, ngay cả rồi theo cái câu trả lời ha, là the win was parts the result thì nó không có hợp lý. Tại parts là phần mà cũng như là nhiều phần á, tại cái một cái parts không có cái chữ s là nghĩa là phần ha, và nó là cái danh từ. Còn parts là nhiều phần thì cái này á, là nó không có hợp lý. Tại cái was partly là nó khác hơn cái chữ parts, nghĩa là nó là 1%. Partly là 1% của cái gì đó ha. Cái chữ parted là rời đi. Còn parting cũng vậy, parting là rơi, cũng như mình bỏ đi ấy, ha. Nó không có hợp lý, chỉ là partly là một phần thắng được cái này á, là một phần may mắn. Had to admit là thừa nhận cái đó là đúng. Admit là thừa nhận ha, mà sử dụng trong đây là thừa nhận, và nhưng được cái nghĩa kia của nó, admit là cũng như là admission á, yeah, admission là nó cho bạn vào cũng như vào trường á, cái admission á, yeah. Thì có cái nghĩa đó, bạn được admit vào trường, nghĩa là thi đậu cái trường đó thì nó cho bạn vào á, thì cái đó là admit. Thì cái này là thừa nhận là đúng, cái nghĩa của nó bên thừa nhận. Ok. 25. Mr. Singh took notes on everything the focus group discussed during the morning session. Cái này có hai nghĩa. Took notes, một nghĩa là cũng như là viết xuống mọi cái gì,
cái focus group nói về cái vấn đề đó. Còn cái nghĩa kia là cũng như là để ý ha, nó có hai cái nghĩa đó. Một nghĩa là để ý, một nghĩa là mình viết xuống, chép xuống cái gì đó người ta nói. Thì cái focus group là nhóm tập trung không phải, cái đó là sai. Cái focus group là khác. Cái focus group là cái gì mình nghiên cứu, cái group mà nó, cái nhóm mà nó nghiên cứu về một cái gì đó, chứ không phải là tập trung. Bởi vì mình nói rồi, cái Google này là chỉ 80%. Cái nhóm nghiên cứu này nó bàn về một chuyện, sáng bữa sáng đó nha. Thì ông này thì ổng có thể để ý hay gì đó, mà những điều để ý khác có thể là chép xuống khác để ổng đừng quên hay gì đó. Chữ each là một, several là nhiều gì đó, another là một cái khác. Chữ another, nếu bạn thấy another person, another girl, another boy là một người hay là một cái gì đó khác. Còn everything là tất cả. Thì ông sinh chép xuống tất cả cái gì đó, cái nhóm nghiên cứu này bàn về cái chuyện đó. Ok, 26. Last year, Tadaka Computer Solutions bring... Thầy ơi, thầy nói lớn giùm chút, thầy nói nhỏ quá, nghe không rõ thầy. Cảm ơn thầy. Nếu vậy thì nhắc mình. Đâu rồi? Ok, last year, bạn để ý nếu mình sử dụng như last year, last week, yesterday, nó có một cái comma. Thấy không? Cái comma ngay đây. Thì trước khi ra cái câu kia. Tadaka Computer Solutions ranked third in regional earnings, ranked third overall in regional earnings. Earnings là cái tiền mà mình earnings. Cái tiền mà mình bán được á. Yeah, earnings. Okay, sao không nhớ mấy cái chữ dễ này. Thu nhập, yeah, thu nhập, cái tiền thu nhập của công ty. Thì cái công ty Tadaka Solutions này á, thì nó được thắng giải ba trong cái regional là cũng như mình regional là địa phương. Ok, địa phương cũng được, mà nhưng điều nó nói về cũng như region. Ừ, địa phương chắc cũng được. Thì trong đó, thì trong cái địa phương đó thì cái công ty này nó được tới thứ
ba trong cái tiền thu nhập. Thì overall cái nghĩa overall là nó cũng như là hết trong mấy cái công ty đó hết á, là nó đứng thứ ba. Together là bạn biết rồi ha, cùng nhau. Consecutively, cái chữ consecutively là cũng như là nó có thứ tự á, cũng như mình mỗi năm mình thắng cái đó vậy đó, thì mình nói là consecutively. Generally là cũng như nói về bình thường. Generally speaking, I don't eat breakfast. Như mình sơ vậy đó, nói sơ vậy đó. Generally. Rồi, 27. As a result of the popularity of BPT-39 wireless speaker, production will increase fivefold starting next month. Okay. Popularity là cũng như là nổi tiếng, phải không? Cái gì đó nhiều người thích. Popularity là cũng như cái chữ popular và cái chữ famous nha. Yeah, nó không có giống nhau. À, mình mở cái mình sẽ mở cái virtual window. Thấy cái word for window không? Hello? Dạ chưa thấy thầy ơi. Không thấy hả? Làm sao đây ta? Mình đổi làm sao đây? Dạ thấy rồi thầy ạ. Dạ dạ bắt đầu thấy rồi thầy. Popular or famous. Popular là cái nghĩa là nhiều người biết á. Nhiều người biết hoặc là nhiều người thích. Cũng như một người mà được mấy người nhận mà like, phải không? Là người ta popular, mà cái người có thể là popular mà không có famous. Famous là cũng như nổi tiếng, popular là nhiều người biết. Nó khác hai cái đó nha. Có thể nhiều người biết mà người ta không có là nổi tiếng, mà nhầm người nổi tiếng mà nhiều người không biết, thì nó khác nhau như vậy. Còn nói về cái popularity là cũng như là cái sản phẩm này á, rất là nhiều người thích và là biết, vì tại vì đó cái production của nó, production, cái sản xuất của nó thì nó sẽ nó sẽ nhiều hơn 5 lần, fivefold là 5 lần. Nếu mà mấy bạn thấy cái chữ fivefold hoặc là threefold hay là twofold, nó đi chung với cái số đó, là cái nghĩa là nó gấp cái phần đó, cũng như là gấp 2 phần, gấp 3 phần, gấp 4 phần, cái này thì gấp 5 phần. Starting next month là bắt đầu tháng tới. Thì as a result of, tại vì
tại vì cái phát triển cái lo cũng như cái speaker, cái lo wireless speaker và cái lo không có dây á, đó là nói về cái đó. On behalf of là đại diện của ai đó, cái chữ on behalf of nhé, nghĩa là đại diện của cái gì của ai đó, thì không có liên quan gì tới cái câu này. Weather, cái chữ weather này là không phải là thời tiết nha, dù ra nó cái âm của nó thì y chang với nhau. Cái này á là nghĩa là mình nói là tùy theo nha, cũng như là tùy theo. Whether I will go whether you go or not, như là tôi sẽ đi, phải là tùy theo, dù ra bạn đi hay không. Đó, thì whether là cũng như mình dịch ra thì dù ra. Moreover là mấy bạn biết rồi phải không, nó cũng cùng nghĩa với in addition. Okay, 28. Zippo Properties has just signed a lease agreement with the law firm, whose offices are on the third floor. Okay, cái chữ nhầm kia nó sử dụng cái chữ nó bẫy mình với cái chữ who. Nó khác nhau nha, cái nghĩa của whose và whose. Whose trong cái câu này á, là nó của ai đó, cái nghĩa của nó là của ai đó, nó là của cái possessive á, possessive của mình, của ai đó, của ông ấy gì đó. Thì cái lease agreement whose offices are on the third floor, nghĩa là mấy cái văn phòng này là của cái công ty luật sư này, yeah. Công ty luật, law firm. Firm là một chữ nó cùng nghĩa với cũng như là company, corporation, yeah. Nó cùng nghĩa với cái đó. Lý do người ta sử dụng cái firm này á, là thường á, là nó nói là kêu là white collar, đối diện với blue collar. Mình đang viết trên chat cho mấy bạn thấy hai cái chữ đó, white collar và blue collar. Cái nghĩa của hai cái đó, nếu mà cái việc làm của mình là white collar, là cái việc làm trong văn phòng á, việc làm văn phòng á, là cũng như là mấy cái người mà có bằng này kia, thường xuyên là kỹ sư hay là cái gì đó nó có lương cao này nọ, là kêu là white collar. Còn blue collar là mấy cái việc làm mà bằng tay đó, đây ta nói bằng tay á, là manual labor là như là mấy cái người sửa xe hay là xây dựng này kia, và những điều mấy cái người như là kỹ sư xây dựng đó, là người đó là white collar, yeah. Thì nó phân biệt là vậy. Còn cái firm á, chữ firm á là nó liên quan tới cái white collar, thường xuyên là kỹ sư và luật sư thì người ta dùng cái chữ firm, chứ không có phải là corporation. Corporation là nó là như là một cái công ty mà một công ty mà nó tổng cộng tất cả có mỗi cái blue collar, white collar hết luôn, mỗi việc làm hết, làm cho nó, tại nó có nhà máy này kia thì nó có người công nhân làm, thì kêu là
corporation hoặc là company. Nếu nhỏ thì ta kêu là company, còn lớn á, lớn nhiều nhánh á, là bên tiếng Anh thì người ta sử dụng cái chữ corporation. Thì cái Zippo Properties has just signed a lease agreement. Ở bên bển bất động sản là sử dụng cái chữ properties. Properties nghĩa là tài sản. Properties là tài sản. Có thể là nhà, có thể là xe, có thể là cái gì đó nó có giá trị, ha? Cái gì đó nó có giá trị rồi nó là cái property. Và nói cái câu này á, là Zippo á, là cũng như là cái tên của một công ty, thì cái tài sản của nó là cái tên, nguyên cái tên luôn, Zippo Property là cái tên của nó, thì nó mới hợp tác, mới ký sign là ký một cái lease agreement. Lease là thuê, chữ lease là thuê, agreement là hợp tác, thì nó hợp tác với nhau, nó ký một cái hợp đồng thuê với cái nó thuê cái luật sư này, công ty luật sư này, whose offices, nghĩa là cái offices là cái văn phòng của tụi này là ở trên lầu 3, okay. Third floor, how, là cách nào, what là cái gì, whenever, wherever là ở đâu đó, thì nó không có hợp lý, chỉ là có cái này thôi, tại nó nói về cái possessive, cái của ai đó. Còn whose là như mình viết ở trên đây, trên trong cái chat, whose là cái nghĩa là who is hoặc là who has, chứ nó không có phải là cái của ai nhé. Nó không phải là cái pronoun của nó là của ai, nhưng điều nó là who is hoặc là who has, ai có là ai là ai, nghĩa là vậy. 29, unforeseen events this year caused profits in the second and third quarters to differ significantly from original projections. Okay. Thấy là dòng chữ này là cái câu này là nó bên kinh tế không, hai bên cái câu này là kinh tế hết nhé. Unforeseen, cái chữ unforeseen là cái gì mình không có, mình chưa đoán được, mình không có đoán được, mình không có nghĩ ra. Đúng, nếu mà nói như dịch ra tiếng Việt gần nhất là không nghĩ ra cái gì nó xảy ra, mình không có nghĩ ra đó, không có ngờ đó, không có ngờ nó xảy ra đó. Thì unforeseen events là events là sự kiện, events là sự kiện ha. Thì cái gì mình không có ngờ nó xảy ra đó, cái sự kiện mình không ngờ xảy ra, năm này làm cause, cái chữ cause là làm nhé,
nó không có liên quan gì tới cái chữ because, cause là cái chữ đó, còn cái be ở đây á là nó sử dụng như là quá khứ thôi. Cause profits là cái tiền, cái chữ mới nãy mình mới translate là profits là cái chi phí, cái phí mà mình cái công ty lấy vào á, và cái phí mà cái xin lỗi có ai giúp mình không? Bên có ai rành tiếng Anh có thể giúp mình không? Cái profit là cái gì mình bán ra đó, cái số tiền mình bán ra đó. Bạn hiểu mới nãy mình cái thu gì, thu phí gì đó, cái tiền mình thu vào á là sau mình trừ cái thuế ra đó, cái đó là cái profit nhé. Thì nó làm cho cái đó in the second and third quarters, thì bên kinh tế á, là nó chia ra mỗi năm là nó có bốn cái quarter, là nghĩa là nó chia ra mỗi năm là ba tháng. Thì tháng một tới tháng ba là first quarter, tháng tư, tháng năm, thì bốn tháng chứ, không, ba tháng, đúng rồi, ba tháng. Thì tháng tư, tháng năm, tháng sáu là cái second quarter của nó, rồi tháng bảy, tháng tám, tháng chín là cái third quarter, cuối cùng là cái fourth quarter. Nó chia ra bốn phần, thì second và third quarter nó nói như vậy. To differ là khác. Differ cũng như cái chữ difference, chữ difference là khác, thì nó sử dụng cái chữ này differ significantly, là cái chữ significantly là nhiều, mà cũng như là a lot, cái chữ a lot với significantly. Dịch nói tiếng Việt nó nhiều thay đổi từ cái original projection. Projection là cái gì mình đoán, không nhớ cái chữ mà hôm qua mình nói về đoán, prediction với forecast. Cái projection là cũng là một cái nó tựa cùng nghĩa luôn nha. Thì cái projection là cái gì đó người ta làm trước, người ta đoán nó sẽ xảy ra như sau, là cái original, là chiếu ban đầu là sai nha. Cái projection là cái máy chiếu phim á, cái máy mà người ta mở mà nó đẩy ra cái phim á bạn. Cũng như mình có mấy cái slide đó, mình làm cái PowerPoint này kia đó, rồi cái mình trong cái meeting á thì mình mở cái máy đó lên rồi coi cái đó đó, cái đó là kêu là cái projector. Thì projection là
cái gì đó mình làm rồi, mình đoán rồi nó sẽ như sao. Thì cái này nó nói á, là cái gì nó mình chưa thấy nó xảy ra, nó làm cho cái phí mà mình thu vào á, trong cái thứ nhì và cái thứ ba, cái quarter, cái phần cái năm đó đó, rất là khác, rất là khác đo với cái ban đầu, cái lúc mình đoán ban đầu, total là tổng cộng. Còn marginal là cái nghĩa bình thường, cái gì marginal là nó không được tốt, nó như là bình thường, quá bình thường, nó marginal. Còn cái theo kinh tế mình, nếu mình nói về cái chuyện marginal, nó cũng như là fair, nó tự tự công bằng vậy đó, nó không có hay. Representative là đại diện, đại diện của công ty hay gì đó, thì chỉ là một cái câu này thôi, nó hợp lý với 29 là unforeseen. Cái gì đó là unforeseen, nó xảy ra. Ok, 30. The timeline for the pathway lighting project was extended to reform input from the Environmental Commission. Okay, the timeline for pathway lighting project was extended to reform. Okay, cái câu này không có hay lắm mà mình giải thích như vậy. Cái timeline, cái gì cái timeline là cái thời điểm á. Cái thời điểm, timeline là từ khúc nào tới khúc nào tới khúc nào, cũng như theo tháng hay là theo ngày, và cái gì đó trong cái dự án gì đó, phải cái gì đó phải cần làm xong tới lúc nào vậy đó. Cái đó kêu là cái timeline. Cũng như mình nhận một cái dự án để làm, thì ví dụ người ta cho mình một năm đi, thì trong cái timeline đó, mỗi tháng gì đó, cái một phần gì đó phải xong, thì cái timeline đó nó sẽ có cái deadline, cái chữ deadline của không phải deadline. Trong cái timeline đó, thì cái pathway lighting project là cái dự án kêu là pathway lighting. Thì cái này là bên cũng như là xây dựng, phải không? Bên xây dựng thì cái pathway là cái phần đi mà nó nhỏ, cái đường đi mà nó nhỏ, cũng như là trong công viên mình đi đó, nó có xi măng mà đi thì hay gì đó, phải không? Cái đó là mình kêu cái pathway. Lighting thì nghĩa là lighting là ánh sáng, thì nó có đèn hay gì đó gắn vào cái đó, thì họ phải đào lên rồi nhập mấy cái đèn nó vào. Thì nó nói là was extended là nó cho kéo dài, extended là kéo thêm thời gian á. To reform input from Environmental Commission, là environmental là bên ô nhiễm, commission là cũng như bên văn phòng quản lý ô nhiễm á. Thì input là cái ý kiến của bên đó á. Thì nó kéo dài để reform, để là cũng như sửa lại mấy cái sửa lại cái ý kiến của bên văn phòng này. Chữ use up là làm hết, sử dụng hết, use up. Như mình use up the time là mình sử dụng hết cái thời gian.
believe in là một cái này là bình thường rồi ha, bạn không biết là tin tưởng về cái gì đó, believe in. Make into là làm cái gì đó, làm cái gì đó thành cái khác. Allow for là nhường cho hay là cho phép cái gì đó. Allow for. 31. Miss Carpenter will be attending the conference with her marketing team. Nhưng mình giải thích cho bạn biết ngày thứ nhất phải không? Thì Miss là người phụ nữ, Carpenter, phải không? Thì đây là cái chữ her là cô ấy nha, còn Miss Carpenter là cái tên của cô ấy, thì người ta không có sử dụng Miss Carpenter nữa, thì phải sử dụng cái chữ her mà không phải sử dụng cái she nha. Nếu nói là she marketing team là sai. Cái này là her là của cái gì đó, của là cô Carpenter nha. Cô Carpenter sẽ tham gia cái conference là hội nghị tham gia cái hội nghị với marketing team là của ai, của cô này, là her marketing team. Không phải là she marketing team. Hers là cái gì? Nếu mình hỏi là who does the marketing team belong to? It's nếu mình chỉ cái người đó thì mình nói that's hers. Cũng như là một nghĩa với that's Miss Carpenter. Thì hers này với Carpenter là cùng nghĩa, còn her là cái marketing team là của Miss Carpenter, cái marketing team là cô này đó, của cô này. Okay, 32. During the last 10 years, Bay City's population has grown by 27%. Nghĩa là during last từ 10 năm qua, during the last 10 years. Từ 10 năm rồi, 10 năm qua đó. Cái lúc đó nói về trong 10 năm qua, the last 10 years qua, thường last là cái nghĩa của nó là cuối cùng, nhưng đều sử dụng trong đây là cái nghĩa không phải là cuối cùng mà nó là qua. Last 10 years, nó đi theo 10 years, nó đi theo cái chữ last là nghĩa là bao nhiêu năm đó qua, thì cái này là 10 năm qua. Thì trong, during là trong 10 năm qua, Bay City's population has grown by 27%. Population là cái số của người ở đó, người ở trong cái thành phố đó, là nói là kêu là population, là tổng cộng hết người ở đó. Cũng như mình nói là the population of Ho Chi Minh City is 10 million, là cái tổng cộng người, số lượng người của thành phố Hồ Chí Minh là 10 triệu, phải không? Has grown là nghĩa là phát triển lên, grown là
lớn lên đó, cái nghĩa thường của nó là lớn lên đúng không? À, mà cái này là has grown, là phát triển lên 27%. Chữ as cũng là một cái connector ha. Mình dùng as the last 10 years là không có nghĩa. Cũng như mình nói là as you said it, we all agree. Thì như bạn nói, cũng như là cái chữ như ha. Nó dùng cái chữ như. He did as he was told. He did as he was told. Thì mình dịch ra là anh ấy làm như anh ấy như người khác nói kêu ổng, người khác khuyên ổng hay là những người khác kêu ổng làm gì đó thì ổng làm như vậy. Thì cái chữ as là nghĩa đó. Against là chống lại cái gì đó, against là nó chống lại. Against the last 10 years thì nó không có chống lại 10 năm qua thì nó không có nghĩa. Below thì là cái preposition và cái giới từ ở dưới, thì ở dưới 10 năm qua nó không có nghĩa. Chỉ có một cái gì thôi, sử dụng cái gì thôi. During, trong 10 năm qua. Rồi, 33. Please congratulate Alan Schmidt, winner of the Leadership Award in Nursing at No Hospital. Congratulate, chúc mừng. Xin chúc mừng ông Alan Schmidt, người thắng. Người thắng của cái leadership là chỉ đạo cái award của nó, thắng cái thưởng này, cái thưởng mà chỉ đạo trong cái nước In nursing nghĩa là ông này là y tá của cái bệnh viện này. Thì ông là người winner là cái này là cái danh từ ha, Alan Smith Khan, và mình sử dụng cái người thắng, là cái người thắng là winner, còn won là thắng. Nhưng mình không có dùng thắng của cái chỉ đạo, không có nghĩa. Wins of the wins là thắng bao nhiêu lần đó, hơn một lần đó. Thì bạn thấy là nó có cái S ở đây, nó là cái win hoặc là lose, là nó là cái tính từ thì nó không hợp lý ngay đây. Winning là thắng, đang thắng cái gì đó thì nó cũng không có hợp lý. Chỉ là cái danh từ ngay đây, cái người thắng là ông này, bởi vì nó có cái cam mà sao cái tên ông. Ireland's largest software producer will soon be opening a large facility in Cork. Okay, largest là lớn nhất, phải không? Cái này cái nó kêu là cái superlative, bên tính từ. Chữ large là lớn, còn larger là lớn hơn, largest là lớn nhất. Thì cái phần mềm này, cái công ty này là nó sản xuất cái phần mềm will soon, sẽ gần đây, sẽ mở gần đây một cái facility, large facility. Cái facility á là một cái như là mình nói là một cái phòng hay là cái chợ vị trí hay là cái nhà máy, nó có nhiều nghĩa.
cơ sở, đúng rồi, cơ sở là đúng á. Nó sẽ mở ra một cái cơ sở lớn trong court. Court là nghĩa là cái tên của thành phố đó. Okay. Thì soon, will soon sẽ mở gần đây, soon là gần đây. Such là một cái gì thì nó không có hợp lý. Ever. Ever thì nó không có nó thường thường nó phải đi với một chữ khác nó mới có thành nghĩa. Nó có nghĩa là cũng như nó đi với chữ khác nó thành nghĩa không bao giờ vậy đó. Như chữ forever, forever là mãi mãi, nó cộng với cái chữ for. Hoặc là người ta nói never ever, I will never ever buy his product, tôi sẽ không bao giờ, never ever. Have you ever seen him? Có từng thấy anh ấy không? Nó một mình nó không có nghĩa, phải đi với cái chữ khác. Will thì cái chữ soon nó hợp lý thôi, chứ mấy cái chữ kia will like be là cũng không hợp lý, nó không có nghĩa. Ashburn Banks online service has been in high demand. Demand là cái dịch vụ của cái online banking này nè, nó đang được nhiều người sử dụng, là high demand là sử dụng cao, nhiều người đang muốn sử dụng nó. Demand là cầu, high demand là cầu cao. Demand là cái gì mình nói ra đó. Cái nghĩa của demand nha, nếu mình kêu người ta làm cái gì phải không, thì là mình ask, cái chữ mình cũng như mình ask là mình kêu người ta, cũng như bạn dùng chở tôi đi chợ, cái đó là mình nói là mình hỏi cái người đó, kêu người đó chở mình đi chợ bình thường dễ dàng ha. Mà những điều mình demand á, demand là cũng như mình chỉ vô mặt người ta đó, mày chở tao đi chợ như là vậy, chứ không phải là mình hỏi người ta. Và cái nghĩa của chữ demand kêu người ta làm là một cách nó có năng lực trong đó. Thì cái này là high demand là không phải là, và cái này là nhiều người yêu cầu ạ, nhé, nhiều yêu cầu, nhiều người yêu cầu. Mới nãy nó dịch là cầu phải không, và những điều là yêu cầu, nhiều người yêu cầu là cao. Đây cái bốn cái chữ mà mình nói với bạn hồi cái ngày thứ nhất ha. Lateness, later, lately, latest không có liên quan với nhau ha. Dù ra nó có cái chữ late trong đó, thì lateness là mình nói rồi, là nó là cái danh từ của trễ, của cái chữ late. Late là tính từ phải không, là mình trễ. Còn lateness là cái danh từ của nó. Còn later như là see you later là sau đó, như là tôi sẽ gặp bạn sau đó, see you later.
còn lately, lately là mới gần đây là lately. Thì cái này là cái yêu cầu của nó rất là cao á, và mới xảy ra mới gần đây đó là lately. Have you seen him lately? Bạn có thấy anh ấy gần đây không? Bạn có gặp anh ấy gần đây không? Yeah. Còn latest, phải không? Mình nói với bạn rồi, cái gì latest là nó là newest, nó là mới nhất, chứ không phải là trẻ nhất nha. Đừng có chắc chắn là nó sẽ thấy cái này vô trong mấy cái test đó để nó bẫy mình. Ok, 36. The addition of videos to electronic press releases can help companies showcase their products. Addition là nghĩa là thêm vào, yeah, thêm vào, nghĩa là nó sẽ thêm vào mấy cái videos cho cái electronic press release. Press release là mấy cái mà tin tức mà nó đẩy ra trong trên mạng, electronic press release, có thể là email, cũng như là mấy cái rác mà mấy bạn nhận trong cái phone đó, cái điện thoại đó, cũng như là cái electronic cái release của nó. Thì cái electronic press release là thường thường ở trên mạng, cũng như trên Zing gì đó, nó cái tin tức nó đẩy ra đó. Thì thường thường là có chữ viết trong cái tin tức đó. Thì bây giờ cái câu này nó nói là thêm vào cái video, mấy cái clip này kia đó, trong đó sẽ giúp đỡ công ty showcase their products, là showcase là đẩy ra cho người ta thấy á, cũng như là khoe đó, và cái chữ showcase sản phẩm của họ. Content là cái nó như là table of contents, là nó nội dung, cái content là cái nội dung, chắc là đúng đó, cái nội dung cái gì đó. Thì the content of videos to electronic press release, cái nghĩa nó sẽ khác nhau. Cái này mình sử dụng cũng được, mà những điều nó sẽ đổi hết cái nghĩa, nó không phải là cái thêm vào, mà là cái về, nó nói về cái clip này nè, là về cái gì, về cái gì trong đó, cái loại clip, chứ không phải là thêm vào mấy cái clip, mà cái loại clip của nó trong cái này, nghĩa là nó có rồi, nó nói về cái loại clip thì nó không có đúng, cái vị là đúng nha. The pictures of videos, nó là cũng sử dụng được theo ngữ pháp, mà nhưng điều nó sai bên là cái content của nó, cái nghĩa của nó, cái nghĩa nó sẽ thay đổi cái nghĩa. Promotion là cái promotion là nó có hai nghĩa, một là lên chức, phải không? Nếu bạn được cái promotion là bạn được lên chức, còn cái nghĩa kia là quảng cáo, cái quảng cáo của cái video thì nó cũng thay đổi nữa. Mà mình biết là B là tại cái câu sau này, mà nghĩa là có thể giúp đỡ công ty, là cái B. 37, Miss Hyun, người Hàn Quốc,
is reviewing the training manual to see if updates are needed. Okay. Thì bạn thấy là cái này là hiện tại, cái câu này là hiện tại, phải không? Nó không phải là quá khứ. Nói là cô này đang làm cái này. Thì bạn thấy cái sử dụng cái từ to be đây. Cô này sử dụng cô này is và đang làm reviewing. Thì bạn phải nhớ nếu mà bạn sử dụng cái to be is hoặc là are thì cái động từ sau đó là phải có cái in trong đây. Nó đi với nhau. Nếu mà không có cái in, nếu bạn nói là miss, bạn viết á, nếu bạn viết Miss Quinn is review the training là bạn sai. Cái đó là sai bên ngữ pháp. Ngữ pháp là nếu bạn có sử dụng is hoặc là are thì cái động nó là nó giúp cái động từ thôi. Thì cái động từ chính của nó là review nè, hay là eat, hay là talk, hay là cái gì đó thì nó phải có cái in ở sau. Và cái đó là cái quy định bên cái to be. Thì cái câu này là hiện tại, nó không phải là quá khứ. Nó cho mình biết là câu này đang reviewing là on, phải không? On cái training manual là cái đào tạo, cái sách đào tạo, cái sách mà cái tờ mà người ta đào tạo cho người khác để to see, cũng như là để thấy, mà không phải là để thấy nha. Cái cách nói chuyện này là cũng như là kiểm tra đó, chứ không phải là để thấy. Cái nghĩa của nó là kiểm tra. If updates are needed, không? Updates là cái gì mình nếu nó không có còn không có còn cũng như là lợi dụng nữa, không phải. Không phải cần thiết, không có còn nghĩa là nó không có còn quan trọng nữa đó, thì nó phải thêm cái gì đó. Có thể là cái gì thay đổi trong đó thì mình phải update cái manual, cái sách đó nhá. Thì mình phải sử dụng are needed nhá. Tại là nó là hiện tại, cô này đang làm cái đó, thì cái động từ của bạn phải đi với nhau, phải hợp lý với nhau. Have need, updates have need là không có nghĩa. To see if updates needing nó thiếu, needing cái gì, phải không? Nó cần, cái chữ needing là cần, mà nó không có nói người cần cái gì hết thì nó không có đúng. Updates to be needed, có thể mà những điều nó phải bạn dòm rõ lại thì nó không có hợp lý với cái câu trước, và cô này đang kiểm tra cái này, mà những điều sẽ cần, cái câu này là to be needed và sẽ cần thì nó không hợp lý. Tại có thể là nó không có cần gì hết, thì are needed, cái gì đó nó cần update thì cô này sẽ báo. Ok, 38. When leaving the auditorium, please exit through the doors on the lower level. Okay. Lúc rời đi cái auditorium. Auditorium là một cái vị trí, cái phòng mà nó lớn. Nó lớn cũng như là cái rạp hát vậy đó. Cái rạp hát có thể kêu là cái auditorium. Đúng không? Giảng đường cái đó mình
auditorium là một cái phòng rất là lớn, như có là nhiều vị trí nó lớn, có thể để vô nhiều ghế hoặc là cái gì đó trong đó, có thể là biểu diễn hay là diễn hay là những cái theater, như cái rạp hát, một cái phòng, có nghĩa là cái phòng lớn. Lúc rời cái phòng này thì Huy exit trái nghĩa với enter, exit là đi ra, còn enter là đi vào. Through là qua cái gì đó. Cũng như bạn đọc qua cuốn sách đó, đọc hết cuốn sách đó thì bạn nói là I have read through that book, nghĩa là từ số 1 tới mấy trăm gì đó tạo cái chuyện đó, phải không? Thì through là qua, thì qua đâu? Qua cái cửa on the lower level, nghĩa là dưới cái lòng ở dưới. Thì như mình nói mấy cái rạp hát là có trên ở dưới phải không, thì họ yêu cầu là mình đi ra, mình rơi cái cửa ở dưới. The judges for this year's screenplay competition include representatives from the Hanovi Studios. Okay. The judges là mấy cái ông tòa, mấy cái người mà đánh giá đó, không phải là tòa án, mà judges là mấy cái người mà đánh giá cái gì đó. Mấy cái người mà đánh giá một cái gì đó, cũng như là cái biểu diễn hay gì đó. Như trọng tài vậy đó, phải không? Đã ban có trọng tài đó, thì cái gì đó nó cũng như ta diễn ra gì đó, thì có mấy cái người mà đánh giá, mà trong mấy cái show như là cái gì America's cái gì đó, nó hát, nó thi hát này kia đó, thì có 3-4 người ở dưới đánh giá, và cái người đó là kêu là người judge. Còn cái này là the judges, hơn một người, phải không? For this year's screenplay. Screenplay là cái diễn. Cái diễn cũng như cái lương vậy đó, screenplay. Competition thì nó thi, nó đấu thi với nhau. Include representatives from Hanovi Studio, và đại diện từ cái studio này, cái studio là nghĩa là bên phim hay là cái chỗ chụp hình, cũng kêu là cái studio nha. Cái studio, cái chữ studio nó có nhiều nghĩa. Cái phòng, cũng như bạn thuê một cái phòng ở á, mà cái phòng nó chỉ là một cái phòng, mà nó không có phòng kia trong cảnh. Ngoài ra cái vệ sinh đi, chỉ là một phòng, cái vệ sinh này, cái có cái bếp gì cũng trong một phòng đó, và cái đó nó kêu là cái studio apartment. Cái studio như vậy, cũng như mình tính cái chừng có như cái phòng này mình đang ở cái nhà nghỉ, cái phòng này thì 3m4 bạn nghĩ đi, bây giờ bạn muốn thuê một cái phòng 3m4 ở New York, thì cái phòng thôi có cái vệ sinh là chắc bạn phải trả đâu phải chừng $8,000 một tháng.
bây giờ cái giá nó như vậy thì mấy cái phòng nó thường thường là người ta ở 4 người chia ra. Và bởi vậy phải bạn nghe cái lương ở Mỹ người ta làm phải mở New York mà làm 100.000 đô một năm đó, và cũng như là bạn làm ở đây chắc có chừng 15 triệu một năm, một tháng có chừng 15 triệu một tháng, tại cái chi phí của nó rất là cao. Thuê nhà như vậy đó, đó. Nhưng 100.000 đô một năm đó, thì bạn có thể đi chỗ khác sống thì nó rất là tốt, rất là khỏe. Thì nó thành cũng như là nó thành từ 15 triệu một tháng tới 50 triệu một tháng, nó khác nhau như vậy. New York, LA hoặc là Houston này kia đó bây giờ cũng rất là mắc. Ok, thì cái representative là đại diện của ai đó. Còn cái này là cái Hanovi Studio là bên quay phim. Còn cái nghĩa kia của studio nữa là mấy cái chỗ mà chụp hình á, mấy cái chỗ photography á, và người ta chuyên về chụp hình người á, như là đám cưới này kia đó, mấy cái chỗ đám cưới á, cái đó ở bên Mỹ là cũng kêu là cái studio chứ không phải là công ty. Represent là đại diện gì đó, là cái động từ representatives, và cái này là cái danh từ, nghĩa là nhiều người từ ở cái bên cái phim studio này. Represented là quá khứ, và có đại diện của rồi, còn represent là hiện tại. Nhớ cái represent sao, tại sao nó có hai cái khác nhau không, thì nó cũng bảy mình thôi. Cái động từ represent không có cái s thì mình sử dụng với i u v d, còn cái động từ có cái s thì mình sử dụng với he she it hoặc là cái tên của người ta, đúng không? Thì cũng như mình nói who represents Hanovi Studios như vậy. 40. I have attached my resume detailing my extensive experience in the hotel industry. I have attached, thì bạn biết attach là gì phải không? Thì cầm theo. Cái resume ở Mỹ thì người ta không có yêu cầu mình gửi cái CV, mà người ta yêu cầu là cái resume. Cái resume nó khác hơn một cái CV. Nó cũng như CV vậy đó. Cái nghĩa của cái chữ CV là curriculum vitae, cái thông tin, cái personal information của mình đó, không? Cái thông tin của mình về mà cái CV là nó có nhiều thông tin mà nó nói hơn. Cái resume cái resume là nó tựa cái CV, nhưng điều nó không có nói là bạn thích, tôi thích cái này, tôi thích tôi sống ở đâu hay gì đó, không có. Nó chỉ có là bạn chỉ cần để không có để tuổi nha, không có để, không bao giờ ở bên bển sẽ hỏi bạn tuổi bao nhiêu, cái đó là sai luật pháp. Cái đó là nếu mà công ty dám làm vậy đó là nó bị phạt, là không có còn hoạt động được luôn.
tại cái đó là kêu là age discrimination. Bạn không có để cái tuổi, bạn không có để bạn là dùng ra người ta thấy cái tên mình là người ta biết mình là nam hay nữ, nhưng điều nó không có được yêu cầu tuyển vào một người nam hay một người nữ, chỉ nó phải tuyển vào một người là nó sẽ có ở người làm cái chuyện đó, người đó có đầy đủ cái quy định của cái việc làm đó thôi, chỉ cần cái đó thôi, chứ nó không có được mà yêu cầu nữ chân dài này nọ, không có như Việt Nam làm vậy là nó sẽ bị phạt rất là mạnh. Thì cái CV của nó rất là đơn giản hơn, thì nó chỉ có là tên, địa chỉ và cái contact information, là như cái phone number, cái email vậy thôi. Rồi sau đó là cái việc làm mình làm, rồi học ở đâu bằng gì đó. Thì cuối cùng cũng như là mình phải có ba người chứng minh cho mình cái gì đó. Với một cái kia mà nó là cũng như là optional, là muốn để vô hay không đó, là cũng như là cái đó là mình để hobbies là cái gì mình thích đó. Thì cũng như mình thích đọc sách hay gì đó, và xong cái đó là kiểu resume. Cái resume là không phải cái tiếng của nó là tiếng Anh, mà những điều nó mượn của Pháp. Cái chữ resume là chữ Pháp, còn cái chữ đó mà tiếng Anh đó, của nó là resume nghĩa là tiếp theo như là continue, chữ resume, mà trong đây là nó nói về resume detailing my extensive experience. Thì mình có thấy cái chữ extensive cái chữ này rồi, bạn nên để ý nó với cái chữ extensive. Extension là kéo dài ra, phải không? Kéo dài ra cũng như là thời gian, hoặc là đẩy vào thêm cái gì đó là extension. Còn cái này extensive nghĩa là nó nhiều, nó rất là nhiều. Thì my extensive experience, kinh nghiệm, nhiều kinh nghiệm về cái ngành khách sạn. Punctual nghĩa punctual là đúng giờ, đúng cũng như là trước giờ hay là đúng giờ, nghĩa là không bao giờ trễ. Nước Việt Nam thì ít có mấy cái người này. Cũng như đi đám cưới, là đám cưới ở đây là không bao giờ punctual, không bao giờ. Mời người ta 6 giờ thì đám cưới đâu có chừng 7 giờ thường mới bắt đầu, phải không? Thì cái đó là ngược với punctual, nó không có punctual. Nghĩa là người ta punctual là người ta đi làm việc và trước giờ bắt đầu. Thì cũng như mình nói cái gì tốt của mình ở trong cái resume là punctual, good points gì đó, punctual và không bao giờ trễ. Ở đây ngộ lắm, đi làm á, thì hồi đó mình quản lý bên đào tạo của công ty phần mềm. Nhân viên á, thì 8 giờ vào á, thì mở lên máy tính rồi bỏ đi ăn uống, phải chừng 8 giờ rưỡi 9 giờ mới về làm việc.
nếu mà làm như vậy ở bên Mỹ là không còn việc làm nữa, không còn, không có người nào còn việc làm nữa. À, ở bên bản thì ở mấy cái công ty như vậy thì nó có sẵn mấy cái máy cà phê, còn cái chuyện ăn là cái chuyện của mình chứ không phải là giờ của công ty. Nó cho mình uống cà phê ở trong công ty làm việc, nhưng đều không bao giờ mà cái kiểu mà đang ăn đang uống, không có, mình phải ăn ở nhà. Cái đó là chuyện của mình, thì vào đó có thể là uống cà phê rồi làm việc. Mà 8 giờ đó là cái giờ làm việc là từ 8 giờ, chứ không có mà mở cái này kia rồi cái này đó phải đi uống cà phê nhá. Thì bạn nào sau nếu có cơ hội làm việc bên Mỹ thì nhớ cái đó. Cũng như trưa cũng vậy nữa nha, trưa cũng vậy. Nếu từ nó cho mình một giờ nghỉ hay gì đó, một giờ là làm lại là một giờ, chứ không có mà một giờ lẻ năm, một giờ 15, không có chuyện mà đi ngủ rồi thêm nửa tiếng đồng hồ gì đó, không có chuyện đó nhé. Làm vậy thì không có việc làm. Và mình cũng cho bạn biết là đại sứ quán của Việt Nam bên Mỹ thì cũng làm y chang như ở đây. Nó không có đi theo văn hóa của Mỹ. Tại mình có kinh nghiệm tới đó làm giấy tờ thì nó mở 8 giờ, một đống người chờ, 7 giờ có một đống người chờ đợi rồi. Thì 8 giờ nó vào, nó mở đèn lên, thì nó, mình thấy nó đi qua đi lại, mình tưởng đâu là ở Mỹ thì nó cũng là người cách của Mỹ. Mà không ngờ nó mở đèn lên rồi nó đi uống cà phê, uống đi ăn sáng gì đó. 30 phút sau nó mới trở lại nó làm việc. Và cái đó là đại sứ quán của Việt Nam ở bên Mỹ. Ok, là chữ punctual là mình nói với bạn rồi ha, là không bao giờ là trễ. Prospective, punctual experience nó không có nghĩa nha bạn. Cái gì mà kinh nghiệm đúng giờ không có nghĩa. Prospective experience, prospective là cái này khó dịch. Tiềm năng hả? Prospective, tiềm năng, có thể cái gì mà mình nó prospective là nó cái chữ nó của cái chữ prospect. Cái prospect là cũng như là cái người mà mình nó là một người mà một người trong một số người mình muốn được tuyển vào một cái việc làm gì đó. Thì prospective employee như là mình đang kiếm một cái prospective employee, là cái một người mình muốn tuyển vào mà nó đúng cái quy định này kia vậy đó. Mình chưa biết ai, cái đó là prospective, người đó là một người prospect. Còn accepted là chấp nhận. Okay. Rồi mình mới xong với phần 5, phần số 5 nhé. Mấy bạn cho mình ý kiến muốn nghỉ break bây giờ hay là đi thêm 15 phút nữa, tại mình mới hết cái phần số 5. Ơi. Hello. Dạ nghe ạ. À, mấy bạn tính sao? Muốn mình mới xong với cái phần số 5 thì mình nên nghỉ break bây giờ không, hay là 15 phút nữa?
Tại cái phần số 6 là nó khác một chút. Cái này nó bắt đọc á. Dạ 15 phút nữa đi thầy. Ok. Rồi, ok. Rồi bây giờ là mình đi vào phần số 6 ha. À, thì nó nói là à, lúc mình đọc cái phần phần này nó cho mình đọc thì nó có mấy cái số ha, thì bạn thấy cái số đó thì mấy câu hỏi sẽ liên quan tới mấy cái số đó. À, thường thường mình khuyên là bạn nên đọc mấy cái trả lời trước. À, mỗi lần mà có mấy cái article cái phần đọc như vậy. Thầy ơi. Oh. Ok. Audio cái audio properties. Opportunity to try our classes, equipment, and facilities. And blank. Thì cuối cùng của cái câu này là 41 là cho mình biết là throughout the trial you pay nothing and sign no contract. A. Weightlifting classes are not currently available. B. Cash deposits required. Okay. Nghĩa là cái câu đó phải liên quan tới cái câu trước bạn đọc phải không? Thì nó nói ở trên á là cái gym này á là nó cho bạn 30 ngày thử sử dụng, và cái trial period, 30 day trial period là cái 30 ngày thử đó, trial period là thử đó. À, bạn sẽ có cơ hội để mấy cái lớp này, equipment là mấy cái đồ tập thể thao, and facilities, cái chữ facility nổi lên nữa không, đó là cái phòng
về cái gì đó, cũng như cái phòng yoga, cái phòng tắm steam gì đó, phòng khác nhau, phòng aerobics, phòng tập tạ, mấy cái đó là nó kêu là cái facility. Thì trong đây thì A thì nó nói throughout the trial, nghĩa là trong cái 30 ngày đó, throughout the trial, thì cái trial là cái mình nhớ là cái thử, trial, cái gì mình trial là mình thử. You pay nothing and sign no contract. Okay. Thì trong đây là nó trong cái đó là nghĩa là trong cái trial là mình đâu có không có trả tiền, không có cần trả tiền. Và tại trong cái trial nếu mà mình không thích thì mình không có đi, thì mình không có ký về cái hợp đồng gì hết. Thì đây là A. B là weightlifting classes are not currently available. Nghĩa là tập tạ, lớp tập tạ bây giờ là không có hoạt động. C là cash deposits required when you sign up. Cái này là nó nói là phải có tiền đặt tiền xuống và quy định trước khi bạn muốn vào thử. All questions should be mailed. Cái này là mọi câu hỏi gì đó là phải đẩy qua cái chuyện này thì không có. Số 1 là A. 42 là cái chữ này là not even, almost, over, less than. Thì nó, cái này nó so sánh với cái gì rồi, đúng không? Thì 42 thì nó nói là it's completely risk-free to sign up. We require your contact information and payment details. But you will only be charged if you are a member for 42. Almost 30, not even 30 days, almost 30 days, over 30 days. Okay. Là nghĩa là dù ra nó phải cần cái thông tin của bạn về cái nếu mà bạn chấp nhận nếu bạn thích chỗ đó mà chấp nhận cái phí của nó. Dù ra nó cần cái thông tin của cũng như là ngân hàng gì đó, bạn không có trả dưới 30 ngày, nghĩa là over 30 days. Yes, you will only be charged, nghĩa là bạn sẽ bị thu tiền nếu hơn 30 ngày. Okay, nếu hơn 30 ngày, nghĩa là không có dưới, thì là over, hơn. Over thì có thể là ở trên, mà nhưng điều nó là cũng có nghĩa là hơn 30 ngày, chứ để hơn 30 ngày. That even là không có bằng. Almost là gần cái gì đó, gần làm xong hơn, gần gần hết. Less than là thiếu hơn, ít hơn hoặc là thiếu hơn, thì vậy mới là over. Mình làm xong câu 44 nha. 43. Bạn thu hả? Thu dùm tắt cái audio, cái microphone. Okay. Justly, regularly là thường xuyên.
regularly là thường xuyên nhé. Justly là mình phải có cái chữ khác đi theo nó mới hiểu. Evenly là công bằng. Simply là đơn giản. Rồi còn số 43 là nó nói if you decide within this time, nếu bạn quyết định trong cái thời gian này, bạn không còn, no longer, không còn muốn là nhân viên của Verbal Strength. No longer want to be a member. Nếu không muốn là làm nhân viên, có tập viên chứ, tập viên của Verbal Strength, thì simply visit our website. Nghĩa là đơn giản bạn cần vào cái website này của nó. Rồi justly visit, justly là nó không có hợp lý, nó không có nghĩa trong đây. Tại nó phải đi với cái gì khác nó mới hợp lý. Thường xuyên visit our, không đúng, tại là nó cái này đã nói về mà nếu mà bạn muốn quỷ, muốn cũng như là nó có thông tin bạn hết rồi, mà nếu mà bạn không hủy là nó tính là bạn muốn làm học viên của nó thì nó sẽ thu tiền. Nhưng nếu bạn không có muốn thì bạn phải vào cái trang này của nó thì bạn phải tự hủy tên bạn ra thì nó không có thu tiền. Thì đây là nó regularly là thường xuyên thì nó không có hợp lý. Evenly công bằng vào our website không có hợp lý, không có nghĩa. Thì chỉ là này thôi, là simply visit thì đơn giản đi vào cái trang này của mình. Và cuối cùng chữ extend nổi lên nữa, nhớ không extension này kia. Extended, chữ này nổi lên hoài. Elect to cancel, hủy. Chữ cancel là chữ hủy, yeah. Thì vào cái trang đó, vào cái viên trang của nó, membership page. Elect to, elect thường thường đó là cái nghĩa của nó là bầu người lên làm trong cái gì, trong chính trị này kia đó, và cũng như cái election đó, là cái bầu cử đó. Elect thì bầu, nhưng điều nó có nghĩa khác nữa là chọn, nhớ chọn. Thì cái nghĩa elect trong tình trạng này là chọn, chọn vào cái quỹ. Chữ cancel, elect to cancel là chọn hủy trong đó your membership and enter the necessary information. It's that easy, nó rất là đơn giản, rất là dễ dàng đó. Thì mấy cái thông tin mà bạn cho nó để nhận được cái 30 ngày thử thì bạn phải hủy mấy cái đó. Ok, rồi câu 4, bây giờ tới câu 45. Thì trước mình làm câu 45 thì bây giờ là cái khóa của mình, cái đồng hồ của mình ở đây là thấy là 7:52. Which or that là which hoặc là that, được không? 7:52 thì 7:53 thì mình là đi break đi ha, rồi gặp lại 15 phút. Có ai object gì không? Đồng ý không? Bạn ơi. Dạ đồng ý thầy. Ok, rồi mình gặp lại 15 phút nha. Okay.
mục tiêu của email, your first day at Aromas, từ người này. Okay. Cái này là cũng viết cách formal, phải không? Nghĩa là một cách nếu bạn thi bên cái writing thì anh nhớ phải trả lời một cách formal như viết đây. Thì mình thấy là Dear Mr. Cantini, cậu này được tuyển vào cái công ty này thì cuối cùng là sincerely, thì cậu này là nhân viên bên HR nha, nhân sự. Okay. Welcome to Aurora's Chemicals. Chemicals là hóa chất. Thì công ty này làm sản xuất hóa chất. Thì cái câu câu trả lời là offering, accepting, discussing, advertising. Offering là cũng như là đưa cho, đưa ra cho một cái gì đó, cũng như cái offering này là cũng như người ta offer cái người này cái việc làm, thì đó là cái offer. Cái offering có thể cũng như là bên Việt Nam á, bạn thấy người ta cúng á, như nhà bạn có cúng này kia, cúng thịt hay là cúng trái cây hay gì đó, thì cái đó là cũng kêu là một cái offering, là cái danh từ của nó nhé. Mà thường mình nói là offer hoặc là offering là mình cho accepting là mình nhận, discussing là bàn về cái gì đó nhé, nói chuyện về cái gì đó. Trong cái thương lượng này kia cũng là nó trong cái discussing, nghĩa là đang nói chuyện. Advertising là quảng cáo. Thì đây là welcome to Rose Chemicals, thank you for accepting nhận, đúng không? Cảm ơn bạn đã nhận cái việc này. Full time permanent position of laboratory assistant, thì cái này người phụ trong người assistant, người phụ trong cái laboratory, cái khoa học gì đó. Permanent position nghĩa là cái position là một cái việc làm. Permanent là nó ngược trái nghĩa với temporary. Temporary là nó trái nghĩa với cái chữ đó. Temporary là nghĩa là nó không có được lâu dài, nó chỉ là một thời gian. Còn permanent là trái nghĩa thì nó cũng như là mãi mãi, là chấp nhận vào luôn á. Thì bạn này nhận cái việc này. We look forward to your arrival. Thì mình đang chờ bạn tới làm việc ngày 1 tháng 8 in the Harris Building. Thường thường á, thì nếu mà mình viết mà mình có đẩy vào cái tháng và cái năm á, là mình nên phải có cái comma ở sau cái đó. Nếu nói về ngữ pháp, please report to the front desk and ask for Jack Nolan. Xin bạn
đi đến. Cái này không phải là báo cáo, danh từ của nó là báo cáo, nhưng đều nói về report và cũng như là đi đến đến người đó hay chỗ đó. Thì cái này nói là cái front desk là tiếp viên, là cái bàn tiếp viên á, rồi hỏi người yêu cầu, ask, yêu cầu cái người check một người. Thì câu số 46 là accompanies will accompany. Thì cái này chưa xảy ra, là cái này nó nói về trong tương lai. Thì trong tương lai á, thì mình sẽ biết là cái chữ có cái chữ will trong đó, còn cái chữ accompany là đi với hay là với một cái người gì đó. Okay. Cũng như cái chữ company á, là thường thường á, là nó là công ty phải không, và nhưng điều cái nghĩa kia của nó là một người có mặt ở đó là company. You have good company, good companies tonight. I have company. You cannot come over tonight. I have company. Nghĩa là bạn không nên đến nhà tôi tối nay, tôi có khách. Thì cái company đó là cũng nghĩa là khách, là cái một cái người. Thì a company là đi theo, cũng như là hướng dẫn hay gì đó. Thì trong đây là will accompany you, là nghĩa là cái người đó sẽ hướng dẫn cho bạn, đi với bạn, chỉ cho bạn này kia vậy đó. Và cái nghĩa là vậy. Thì cái câu này là sẽ nói cái gì xảy ra. Thì trong tương lai thì mình dùng cái chữ will. Có một cái chữ khác là cũng như là going to và will. Nó cũng cùng nghĩa, nhưng điều nó khác nhau một cái là will là nó cũng như là 60% sẽ xảy ra, will, mình sẽ làm cái gì đó. Còn mình muốn sử dụng mà sẽ quyết định sẽ làm đó, là mình sẽ dùng cái chữ going to, và nó là đúng tờ hơn nhé. Còn cái này là will accompany you. Tốt nhất là nếu cái người này quyết định rồi, cái chuyện tốt nhất là he's going to accompany you. Nhưng điều trong đây thì họ sử dụng will accompany. Will accompany you to the human resource office. Thì bạn đó sẽ dắt bạn tới cái phòng văn phòng nhân sự. There, ở đó, you will obtain your employee badge. Bạn sẽ nhận, obtain, nhận. Cái đó cùng nghĩa với chữ cũng như là get. You will get your company badge. You will receive, nhận, receive, cái chữ receive cũng được dùng trong đó. Như chữ obtain này là trong kinh tế thì mình sử dụng nó như là hay hơn thôi. You will obtain your employee badge. Badge là cái cũng như là cái tên, có cái tên mình, có cũng như là mình làm ở đâu trong cái công ty đó, là cái đó là cái badge. Thì 47 badge as well as all documents necessary to start work. Thì 47 là mình không có sử dụng to, tại là nó không có ngừng ở đây. Nếu mà nói là there you will obtain your employee badge too thì cũng được, nhưng điều nó phải chấm ngay đây, chấm dứt. Mà nhưng điều cái câu này nó không có chấm dứt, nó cũng như là và cái gì khác nữa.
thì nó sử dụng là as well as. Với cái ba cái từ đó là cái nghĩa của nó là với thôi, thì nếu mà dịch về tiếng Việt thì cái đó với all documents necessary là mấy cái giấy tờ quy định để làm việc, to start work. Note that trở lại của bài chữ also là cùng với, cái đó không sử dụng ở đây được nữa, nhưng điều nó phải chấm dứt cũng như chữ to nha, thì nó cũng cùng nghĩa với to. To này là nó cũng như là nó có thể nó có nghĩa khác này kia vậy, mà cái này là nghĩa khác. Không biết là cái nghĩa kia của nó giống như cái chữ very trong cái trạng từ, mà như trong đây thì nó nói với như là có cái đó, cái đó nữa, và mấy cái kia mà also không có sử dụng được. Additionally là thêm nữa thì cũng giống như ba cái hai cái kia, additionally, mà nếu dùng additionally á thì mình phải đẩy một cái comma ngay đây, comma sau cái chữ that, rồi đẩy cái additionally thêm một cái comma trong đây nữa, nó cũng như là cái connector mà những điều nó sử dụng cũng như là thêm nữa đó. Additionally, comma, all documents necessary to work. Thì mình sử dụng đây không được, tại nó không có cho mình cái comma ở đây. Yeah. Hai cái comma. Note, để ý. Note. Cái note là cái mình một cái nghĩa của nó là mấy cái gì mình chép xuống, mình take notes. Well, take notes. Mình chép xuống hoặc là mình để ý, nhưng được trong đây là cái nghĩa này là để ý tại vì, because of its large size. Note that because of its large size, the Leicester campus of Aurora's can be difficult to navigate. Okay, chữ này là bình thường thì mình không sử dụng nhiều, nhưng điều trong kinh tế thì người ta sử dụng như mấy cái chữ này, nghĩa là đường đi, navigate. Cũng như khi mình có cái map, cái bản đồ, mình muốn đi tới chỗ nào thì mình navigate, đi từ đây tới kia, tới vào chỗ nào đó, cái đó là cái navigate. Cái navigation device là cái bản đồ mà trong chiếc xe mở lên thì nó cho mình thấy cái bản đồ, cái đó là cái navigation device và cái đó là cái danh từ của nó. Còn navigate là cái tính từ, thì cái đường đi nghĩa là đường đi, nghĩa là khó. Tại cái công ty nó lớn, because of its large size. Tại công ty lớn, cái campus nghĩa là một cái vị trí mà cái công ty nào mà nó cũng như Nguyễn Tất Thành đi. Đại học Nguyễn Tất Thành thì nó có nhiều cái campus. Một cái thì ở quận 4, một cái thì quận 7, một cái thì ở Thủ Đức. Cái đó là kêu là cái campus. Cũng tương tự như cái branch, mình nói là cái branch, cái nhánh gì đó, thì mà nhưng được cái nghĩa của campus là một cái địa phương, hay cái địa phương đó nó có nhiều tòa nhà này kia, chứ không phải là một cái tòa nhà. Thì cái vị trí nó rất là lớn thì kêu cái đó là cái campus.
nó lớn thì cái đường đi thì nó rất khó khăn, khó kiếm nghĩa kiếm. Studying a campus map will help orient you to the location of the buildings. Thì nếu mình ôn cái bản đồ của cái campus đó, của cái địa phương đó, thì nó sẽ giúp mình quen, orient you, cái orient là quen, lấy quen, cái quen cái chỗ đó, cái địa điểm, location, địa điểm của mấy cái tòa nhà khác, thì cũng như là nhân sự nó một bên, rồi cái lab của nó một bên, rồi kia vậy đó, cũng như là tất cả nhé. 48 là nó để là please sign all documents, là xin ký hết mấy cái giấy tờ. B là I will provide you with a replacement, nghĩa là tôi sẽ cho bạn một người phụ, hay là một cái gì phụ, cái là replacement nghĩa là phụ nha. Construction will be completed next year, thì thi công sẽ kết thúc năm sau, không có liên quan gì tới cái đó. Thì cái answer là you can download one from our website, nghĩa là bạn có tải nó, cài nó xuống từ cái trang web của cái công ty này. Thì cái cuối cùng, câu cuối cùng là đây, nó là nó hợp lý với mấy câu ở trên. Tại nó nói là cái bản đồ, thì tại có cái đường đi kiếm mấy cái tòa nhà thì khó, thì nếu mình muốn quen cái đường đi để kiếm mấy cái tòa nhà ấy, thì mình nên cài xuống cái bản đồ. Nếu bạn có muốn hỏi về cái gì, xin đừng hesitate, cái nghĩa là hesitate là cũng như là cẩn thận gì đó, nó từ từ cẩn thận gì đó, thì cái nghĩa là không có cần cẩn thận hay gì hết, thì thoải mái liên hệ với tôi. Đó. Rồi sincerely, hoặc là phải nó là formal, nó có thể dùng regards hoặc là best regards. Thì cái email này nó rất là formal. Nó là cũng như một cái company email là nó có sẵn cái người ta chỉ là thay đổi cái tên thôi. Thì mình trả lời như mấy cái này là thank you for your acceptance letter. I will see you next year. Rồi câu 49 tới 52. MKZ Foods Inc. là cái này là cái công ty về đồ ăn phải không? Cái gì đó, kiến thức gì đó Việt Nam mà làm đồ ăn gì đó. Rồi trong đây là 49 là cost là thường thường là gì? Giá của nó. Có thể một nghĩa khác nữa, coi cái nó sẽ dùng như sau. Delay là như cái lớp của mình được delay một ngày đó, mình sao năm biết cái chữ này sao không có nhớ. Trì hoãn,
trẻ, trẻ không phải là trẻ. Sự chậm trễ, trì hoãn là cái nghĩa của delay. Decision là quyết định một cái gì đó. Forecast thì cái chữ forecast giống như mình nói hôm qua, đoán về cái gì đó. Thì trong đây là cái answer của nó là forecast. The region's largest exporter of pecans expects its outgoing shipment to increase significantly. Significantly over the next few months. Cái địa phương của cái công ty này nó là lớn nhất, một cái công ty lớn nhất về export là xuất khẩu của mấy cái pecans là nó là một cái hạt mà nó rất là tựa hạt giả vậy đó. Nó mất tiền lắm, mất tiền hơn hạt giả. Ở đây không biết mình có không, mà Mỹ thì có. Expect là mong đợi, mong đợi its outgoing shipment thì cái hàng của nó đi ra đó, nghĩa là xuất khẩu đó, sẽ increase significantly và nó sẽ tăng lên rất nhiều, increase là tăng lên, còn significantly là nhiều, rất nhiều. Giống như cái chữ a lot, mà những điều a lot thì nó rất là bình dân, thì người ta sử dụng trong kinh tế là significantly, nó rất là hay hơn. Over the next few years, qua mấy năm away, next few months, qua mấy tháng tới thì nó sẽ tăng lên nhiều. Qua mấy tháng tới, this forecast, cái đoán này á, is based on the fact that the region's pecan farmers expanded their land area by 20% last year. Thì cái lý do cái này xảy ra đó là tại là mấy cái người mà trồng mấy cái cây này họ có expanded, nghĩa là tăng ra cái chỗ người ta trồng, chỗ họ trồng, cái vị trí đó tới 20% năm qua. Thì năm nay thì mấy cái trái đó, mấy cái hạt đó nó sẽ nhiều hơn, thì bởi vậy nó sẽ xuất khẩu nhiều hơn. Thì according to the spokesman Katharina Seeler, spokesman là cái người đại diện, spokesperson. Hồi xưa là người ta chỉ dùng cái chữ spokesman, và spokesman là cái person là thành cái chữ man á. Spokesman nghĩa là không phải là nam công mà cũng như nó cộng với nữ luôn. Mà bây giờ cũng như người ta không có thích cái chuyện mà nhằm người nghĩ là đó là đàn ông làm, cũng như kêu cái tờ có cái chữ đàn ông quan trọng, thì người ta đổi thành một cái cũng như cái chữ công bằng vậy đó, thì người ta sử dụng cái chữ spokesperson. Thì mình không biết là người nam hay nữ, thì người này là nữ, Katharina Seeler là nữ, cũng như là tên ngắn là cũng như là Kathy, mình nói Kathy hoặc là Katie này kia đó, là ngắn của cái chữ này.
MKZ exports could reach a colossal 50,000 metric tons this year. Cái chữ bạn nên viết là cái chữ colossal. Cái colossal nghĩa là nó lớn mà nó to mà nó cũng như là lớn hơn lớn vậy đó, cũng như là khổng lồ á. Nhá, khổng lồ á là colossal. Cùng nghĩa với cái chữ cũng như monstrous, huge. Gigantic, cái chữ colossal này nó muốn mình biết nó khổng lồ, lớn hơn lớn. Thì nó nói là cái xuất khẩu của nó có thể đến tới 50,000 metric tons this year. Such a figure is unprecedented in the company's history. Cái câu sau đó là cái này, such a figure. A figure là nó có hai nghĩa. Một nghĩa là số, nó liên quan tới số. Cái số như 1, 2, 3, 4, 5 á, thì cái này là 50,000 tons là cái figure đó. Còn cái nghĩa kia, cái figure là cái ship của cái mình của người ta đó, hay là cái ship của cái gì đó, cũng như người ốm, người mập cái gì đó, cái nó kêu cái figure của người ta. Đây là cái nghĩa kia. Còn trong kinh tế mà người ta mình nói về figure là người ta nói về cái số lượng. It's unprecedented. Unprecedented là cái chữ này, cái nghĩa của nó là chưa từng xảy ra. Cũng như là nó mới xảy ra mà trước đây chưa từng có. Trước đây chưa từng có là cái chữ mình sử dụng, cái chữ unprecedented trong cái lịch sử của công ty này là 50. Và sau cái sao nó nói về cái này, nó cũng như nó khoe là 50 tấn, 50,000 tấn. Thì sau đó nó nói là cái figure này, cái số lượng này là chưa từng xảy ra trong lịch sử của công ty. MKZ buys most of, bạn thấy cái chữ mua phải không, và cái động từ buy, và cái MKZ á cũng như là cái tên, cái tên của người ta. Thì bạn nhớ á, sau bạn viết cái bên cái writing á, thì ở cái này là số, cái số lượng một cũng như là he, she, it. Tên thì MKZ là cái tên, đúng không? Thì cái động từ bạn phải cộng vào cái s trong cái động từ. Nó kêu là danh từ động từ hợp lý á, là nói về cái này. Thì nếu mà nói hai người á, hoặc là cũng như Billy and Bob, có chữ and cộng với hai người á, thì bạn không có sử dụng cái s trong cái động từ nha. Trong cái writing nữa là phải nhớ, nhiều bạn làm sai bên cái hợp, bên cái danh từ động từ, nhất là cái hình nó kêu bạn phải viết một câu vào cái hình, phải không? Nó cho cái hình, nó cho hai chữ, rồi mình phải viết một câu gồm lại hai cái chữ đó, làm sao cho nó hợp lý, có thứ tự mà nó có nghĩa, nó không có sai.
thì bạn nhớ nếu có sử dụng như cái tình trạng này á, bạn nhớ cái danh từ á, nó là một cái tên này á, thì phải cộng vào cái S. MKZ buy most of the yield from the region's pecan farms and process it. Okay. Yield, cái yield là mấy cái gì nó bán được á, mấy cái hạt mà nó bứt rồi nó bán được á, nha, chứ không phải là cái nó đang trồng ở trên cây, cũng như nói về cà phê đi, nó hái rồi á, là cái yield. Okay. Còn cái nghĩa khác của yield là bên cổ phần này kia. Nói về cái số tiền cũng như là lãi, cái số tiền mà về cái cổ phần mình nó yield được bao nhiêu tiền mỗi quarter đó. Còn cái nghĩa khác nữa là nhường cho. Cái chữ thường ấy, mình dùng chữ thường trong đời sống thì nó nghĩa nó là cái nó nhường cho, thì hãy mình yêu cái gì đó cho người khác thì mình nhường cho cái đó cho người khác. From the region's pecan farms, thì cái công ty này nó mua most là nhiều nhất, của cái hạt này trong cái địa phương đó, trồng mấy cái hạt này and process it. Process là cũng như là sản xuất vậy đó, đúng không? Là mình làm ra, thì cái này là không phải là nó thực là sản xuất, nó không có làm ra cái gì mà những điều đó sẽ là cái phong tục của nó, thì cũng như là nó đẩy vô hộp này kia, nó dán lên, nó giao hàng này đó, cái đó là một cái process. It number 51. It số này là số 51 rồi. And process it for export. Cho, for là cho. Process it for export throughout the world. Thì nó sản xuất đó để nó làm cái công thức đó để nó sản xuất cho ra trên thế giới. Thì sử dụng là for là cho để cho xuất khẩu. Còn mình sử dụng cái giới từ, cái này là giới từ không à? An không được. Process it and export, không có nghĩa sai. Process it in export là không đúng. In là ở trong cái gì đó, nó làm cái này cho export mà nó làm không có làm trong export. By export là nghĩa là cái cách export thì cũng không đúng. Cũng như bạn đi làm, how do you get to work? I go by bike, I go by motorbike. Thì sử dụng bằng cái gì đó thì nó không hợp lý. The availability of the new land for là availability là cái gì mình có sử dụng được, có availability là nó có, nghĩa là có ở đó, cũng như cái chữ available, đúng không? Chữ available
It's available now. Tôi có nó bây giờ. Thì những cái câu như vậy mà bạn đẩy lên Google là nó cái ý nghĩa là sai. Thì nghĩa là nó sẽ có. Đây đây. The availability of the new land, nghĩa là nó cái đất, cái vị trí của cái đất mà trồng cái hạt này á, là nó có cho cái người nông dân này để trồng thêm á, thì là 452 for farming, nghĩa là cái vị trí nó có để trồng cái cây này trong cái địa phương này nó sẽ làm ra cái ý nghĩa cơ hội opportunities là cơ hội for growth, có cơ hội để phát triển, growth là phát triển. Said Miss Sealer, I believe MKZ is going to have a truly outstanding year. Rồi, farming là nghĩa là nông dân á, trồng là nuôi này kia là farming, cũng như nuôi cá, nuôi tôm, là trồng gạo gì đó, farming hết, về cái nông dân á, farmer là cái người nông dân, farm chỉ là cái quá khứ của farm mà động từ nha, farm là cũng như là trồng hay là nuôi, nói về quá khứ của cái động từ, còn cái farm á, là cái nông trại nhé, cái danh từ của nó là nông trại, mà cái động từ của nó là nghĩa là trồng hay là nuôi cái gì để sản sẵn để bán là farm. Thì cái ED là nghĩa là quá khứ. Okay. Rồi, cái câu thứ 7. Có ai cần hỏi gì không? Có ai có câu hỏi gì không? Mình đi tới đây đó về mấy cái này. Có chữ nào bạn không chắc chắn gì đó? Đây thì cái đó là hết phần số 6 rồi đó nha. Thì mình đi qua 5, 6, bây giờ tới phần 7. Đây là cái hướng dẫn của nó là in this part you will read a selection of texts such as magazines and newspaper articles, emails and instant messages. Each text or set of texts is followed by several questions. Cái chữ text là nó nghĩa là mấy cái câu á, nhá, nó sẽ cho mình mấy cái câu đó. Như bạn thấy ở đây, thì sau bạn đọc á, thì nó sẽ bạn phải trả lời cho 4 câu như trước, mà nó có thể là cái paragraph mà nhỏ như cái này hoặc là cái gì đó nó nhỏ hơn, cái email này kia, mấy cái chữ viết, mấy cái câu viết là nó kêu là text. Ok, thì trong đây cái này cũng như là cái email, đúng không? Thì cái email này là của Jackie Brown này, chào Adel, 32 PM. Nước Mỹ là sử dụng cái AM và PM nha bạn. Người ta không có sử dụng 24 tiếng đồng hồ. Thì cái gì sau 12 giờ trưa là PM, từ 12 giờ trưa tới nửa đêm là mình sử dụng
cái số giờ chữ PM sau đó. Nếu bạn làm việc với người Mỹ thì phải nên cộng vào cái AM và PM để đừng có cái chuyện sai lầm xảy ra. Tại mình ngược nhiều khi ngược giờ. Như bây giờ là gần 9 giờ phải không? Thì ở chỗ mình ở kế New York thì bây giờ bên bản là 9 giờ sáng, gần 9 giờ sáng. Mình đây là 9 giờ tối. Thì tới 12 giờ khác nhau. Nếu mà về họp mấy cái họp này kia đó, mấy cái meeting này kia là nên phải có cái đó. Không thôi thì sử dụng cái 24 tiếng đồng hồ cũng được. Mà nhưng điều cho bạn hiểu là với người Mỹ là cái đó rất là rất là khó khăn để hiểu. Tại mình có chừng không biết 2-3 năm gì đó mới quen sử dụng cái 24 tiếng đồng hồ. Người ta đẩy xuống là cũng như 16 giờ. 16, trời, 16 giờ là gì? Phải suy nghĩ lại 16 giờ là giờ gì nha. Thì bên bản nó không có dùng 24 tiếng, chỉ dùng cái 12 tiếng mà mới có cái AM, PM. Thì cái câu này mấy cái này là nên đọc cái trả lời trước thì là cái câu hỏi trong cái câu trả lời. Where does Miss Brown likely work? Likely là cái nghĩa của nó là cũng như không phải là cũng như là có thể mà có thể có thể cho mình có thể và những điều nó có thể mà nó đi mạnh hơn một chút nữa, cũng như là 80% là cái cách có thể mà 80% chứ không phải là 50-50. Likely, nói về cái chữ likely. Where does Miss Brown, thì mình biết là người này là phụ nữ. Most likely work thì nghĩa là cô này có thể làm ở đâu. Thì mình biết nó sẽ hỏi câu này. Thì lúc mà mình đọc thì mình để ý là nó sẽ nói là ở đâu. What is Shiva asked to do? Cái gì đó ai yêu cầu cái cô này làm cái gì, rồi là chỉ có ba cái câu hỏi. Thì cậu này nói là hi Shiva, I just met with the Han board of directors. Board of directors là cái bên giám đốc đó. Nó có mấy người giám đốc quản lý cái công ty á. Thì cái mấy người đó là board of directors, Han là cái công ty đó. Tôi mới gặp với cái nhóm đó, nhóm giám đốc đó, and they're interested, họ thú vị về redesign proposal for their downtown office buildings. Redesign là cái gì mình thiết kế lại. Cũng như trước đó là nó có một cái hình vẽ để xây dựng cái tòa nhà. Còn downtown là cũng như là Nguyễn Huệ vậy đó. Downtown, cái đó là mình kêu là downtown. Downtown là một cái chỗ mà thường xuyên là có mấy cái ngân hàng lớn này kia, là mấy cái chỗ kinh tế này kia đó, là mình kêu cái chỗ đó là cái downtown của cái quận hay là của cái
như New York ấy, là Manhattan. Manhattan là cái downtown. Manhattan. Và ngay cái chỗ đó là có mấy cái công ty cổ phiếu, rồi ngân hàng, rồi tiền bạc không ít. Những huệ của mình là kêu là downtown. Đó là mình ở đây kêu là đất vàng gì đó. Là mấy cái tòa nhà văn phòng ở dưới đó. Cái proposal là một cái mình đưa ra cho người ta cái đề nghị cái đề nghị mà mình đưa ra cho người ta chấp nhận không, phải không? Thì hãy người ta muốn xây dựng cái này thì mình người ta sẽ kêu nhiều là thợ hồ hay gì đó, phải thợ công ty xây dựng đi, những công ty xây dựng để đấu giá, thì mỗi cái công ty đó phải cho một cái proposal, cái đề nghị sẽ bao nhiêu tiền mà làm bao lâu, giống như sao vậy đó. Và cái này và nghĩa là cái redesign proposal, thú vị về cái đó. Nghĩa là công ty này thích cái đó, cái proposal của công ty này. Amy Han asked for another work sample. Cô này yêu cầu một cái sample, cái sample gì là không, cái gì mình làm xong rồi mình có thể cho cũng như xây dựng đó, thì người ta xây một cái tòa nhà rồi người ta chụp cái hình đó, thì người ta chụp hình ở trong ở ngoài đó thì đưa ra cho họ xem. Việc làm của tôi như vậy, tôi có làm cái này nó như vậy, thì đó là cái work sample. But I didn't have the right portfolio with me. Cái portfolio là một cái cũng như là cái gì nó định, nó định mấy cái đề nghị trong trọng gì đó. Nó có hình này kia cho người ta coi á. Cái đó là cái portfolio, cái thông tin đó, thông tin với mấy cái giấy tờ này nó có. Ok, thì tôi không còn người nói là tôi không có cái portfolio đúng cái portfolio của với tôi. Nghĩa là cậu này không có đem theo, thì mới nhắn tin cho cô này. I am heading to another meeting. Tôi sẽ heading nhiều tại cái email này nó là informal, phải không? Informal nó không có đúng cái làm cái cách của nó, mà những điều cũng như là nói như là chat vậy đó, cái cách chat thì người ta sử dụng mấy cái tờ lóng, nó kêu là lóng thì nói qua vậy đó cho nó lẹ đó, ta viết cho nó lẹ đó. Thì nói là I'm heading to another meeting, nghĩa là tôi phải đi tới một cái họp bây giờ đó. Thì nó cũng như là I'm going to another building, another meeting. Yeah, I'm heading to, I'm going to, cùng nghĩa. So please have a messenger deliver a copy of the Granger Center files to her. Tôi đi họp, đang đi họp tới nữa. Xin bạn kêu một cái người, cái messenger là cái người mà giao hàng, nhé. Cái người mà
khác biệt, một cái khác biệt của cái đó, của cái greater center này đó, là cái work example đó, cái work sample to her, including the full set of plans. Nghĩa là full set of plans là cái vẽ, cái tờ vẽ của cái tòa nhà đó cho mấy người này. Ok, là người ta muốn thấy ở trong như sao vậy đó. Rồi, where does Miss Brown most likely work? Thì nó hỏi bà có thể làm ở đâu. Accounting firm là một cái công ty thiết không phải kế toán. Accounting là kế toán. Architectural, cái này âm cái chữ này khó một chút, đó là architectural. Cái CH này đây là nói âm như cái chữ K á, nhé. Architectural firm. Thì architectural là thiết kế, bên thiết kế, công ty thiết kế, kỹ sư thiết kế gì đó, nhé. Web design là không biết rồi, nó không bên mạng. Thì cái này là nói về xây dựng này kia mà, cái design là thiết kế này kia. Thì vì market research company, cái đó là mấy cái người nghiên cứu về bên kinh tế, nha, nghiên cứu bên kinh tế, công ty nghiên cứu bên kinh tế thì không có liên quan gì tới cái này, nó không có mấy cái thông tin này. Okay. What is Shiva asked to do? Yêu cầu cô này làm gì? Reply to the text message. Không có, này kia trả lời. Không có. Create a portfolio. Tạo ra một cái portfolio. Không có. Set up a meeting. Làm lên một cái họp. Không có. Send a work sample. Này. Gửi một cái work sample, sử dụng cái người messenger, người giao hàng đem tới cho cô hàng, cô hàng, đúng không? Ok, đấy, nữa. Cái này là cái email từ a fashion cashier, Oakland fashion cashier. Nó đi gửi cho họ từ Jane Benson. Thì cái mục tiêu là cái update, cái gì mới, không, có gì mới. Đây, beginning August 1st, Oakland Fashion will only accept returns or exchanges of unworn and undamaged clothing that has the original receipt. Cái chữ receipt là cái biên lai, biên lai là receipt, original receipt là cái biên lai biên lai gốc, biên lai gốc. Biên lai người ta đưa cho mình là cái biên lai gốc, nghĩa là từ beginning là thường thường đó là từ là cái chữ from. Nếu người ta sử dụng từ đây, từ cái ngày này tới ngày này á, thì người ta nói là from. Thì trong đây là from August 1st, nhưng điều cái này là nó bắt đầu. Thì cái chữ begin, beginning, thì bắt đầu cũng giống như là cái nói với bạn beginning August 1st, August là tháng 8, ngày 1 tháng 8, Open Fashion là cái shop này,
nó sẽ chấp nhận, accept, accept là nhận, chấp nhận, returns or exchanges nghĩa là nghĩa là cái người mua hàng á muốn trả lại, cái đó là kêu là cái return, trả lại là return or exchange. Exchange là đổi mua hàng gì đó, cái sản phẩm gì đó muốn trả lại hoặc là đổi of unwarranted undamaged clothing. Đây là clothing, là đồ mặc, nói về mấy cái đồ mặc mà không có mặc lên rồi, phải không? Thì thường thường mà người ta lấy cái tag ra hết, các cái tag và cũng như là có cái giá trong đó, thì nghĩa là người ta mặc rồi. Cái này nó nói về đầu chưa mặc, unworn and undamaged clothing, mà nó phải chưa mặc và nó không bị hư, nghĩa là người ta mua rồi cái người ta đồng ý mà chưa mặc làm gì hết. That has the original receipt, và có cái bên lai gốc đó, thì nó nói về cái đó. Thông tin này, this information will be posted at all checkout counters by next week. Checkout counters là cũng như bạn đi siêu thị rồi bạn lúc mà bạn mua đồ xong rồi bạn tới tính tiền đó, cái chỗ mà mình trả tiền đó, chỗ mà mình quét đồ rồi mình trả tiền đó, cái đó kêu là cái checkout counters. Thì cái thông tin này nó sẽ có một cái copy gì đó, nó sẽ dán lên chỗ mọi chỗ đó tuần sau, next week, tuần tới. Mình có thể nói tuần tới hoặc tuần sau, phải không? We will also send an email to our existing customers so that they are aware of the new rule. Chúng mình sẽ làm cái này á, làm cái này, làm cái kia nữa, thì nghĩa là also gửi email cho existing customers, nghĩa là khách hàng mà khách hàng của họ, existing, khách hàng mà có mua rồi á, có tham gia cái chuyện đó rồi á, chứ không phải là khách hàng mới, thì nó biết cái email của mấy người đó, thì nó sẽ gửi cho mấy người đó, so that they are aware of the new rule, để người ta biết mấy cái quy định mới, phải không? Aware là biết cái quy định mới. If a customer wishes to make a return without a receipt, nếu khách hàng wishes như là muốn thôi, muốn thường thường cái nghĩa của nó là cái wish là cái yêu như mình không phải là nghĩa đó, muốn để muốn, mà như điều cái wish là cái cái muốn là trong cái tờ này đó, nếu khách hàng muốn trả lại mà không có cái biên lai, without a receipt, không có biên lai, please call the manager on duty for assistance, thì xin gọi người quản lý đang làm
on duty là đang làm việc nhé. Để giúp cảm ơn thì cô này là director cũng là giám đốc mình operations là cái người quản lý hết tất cả về cái điểm đó. Okay, what is the purpose of the email? What is the purpose of the email? Mục đích của cái email này là gì? Yêu cầu một cái báo cáo về mua bán không có không phải announce a new policy và cho biết là cái quy định mới. Yeah, policy là cũng là cái quy định, cái rules. To discuss a fashion trend, không phải nói về cái fashion nó đang nổi tiếng đó, không phải. Describe an upcoming sale, miêu tả một cái hàng mới, không phải. Thì nó này cho biết cái according to the email, theo về cái email này, according to the email, what will managers do? Người quản lý sẽ làm gì? Thì help customers with special requests. Đây, sẽ giúp đỡ khách hàng với cái yêu cầu đặc biệt, đúng không? Thì đặc biệt là tại sao người ta, tại vì người ta không có cái điện thoại, người ta muốn trả đồ. Yeah. Còn A thì nói là quyết định cái cách mà để cho khách hàng thấy mấy cái sản phẩm, merchandise sản phẩm, new merchandise sản phẩm mới. Điều quan trọng thế đó. Train staff to use the cash register. Đào tạo nhân viên để sử dụng cái máy tính tiền. Không có. Decide which items get price discount. Quyết định cái sản phẩm nào sẽ được giảm giá. Discount là nghĩa là giảm giá. Price là giá. Carmont Media Culture. Culture là nghĩa là văn hóa, không? Culture là văn hóa. Thì media là nghĩa là cái gì đó nó đẩy ra thông tin. Thì có thể là trên mạng hoặc là báo hoặc là magazine. Tôi bây giờ nhớ cái này tạp chí nhé. Thì cái media là cái gì đó, nó xảy ra thông báo, thông tin thì nó gồm hết mấy cái đó. Thì cái này là cái công ty này là Carmont Media Culture. Thì cái cách văn hóa của cái công ty này. At Carmen Media, our work culture is mission-driven. Mission là cái mục tiêu gì của cái công ty đó. Họ rất là đẩy mạnh, driven là đẩy mạnh vào về cái đó. Cũng như là người ta muốn dịch vụ đi, cái dịch vụ rất là tốt. Thì cái đó là cái mục tiêu của họ và cái cách văn hóa của họ. We hire people who share a common goal of enriching
listeners' minds through engaging and truthful new stories. Okay. Mấy cái paragraph như vậy là mấy bạn mà trình độ tiếng Anh không được cao là rất là khó khăn nha các bạn. Thì những cái như nói cái này á, mình tuyển, chúng mình tuyển người, loại người, chúng mình tuyển loại người có một cái common goal, một common là cùng mục tiêu, để enriching listeners' minds, nghĩa là cái này cũng như là cái podcast. Ở đây không biết bao nhiêu người không biết cái chữ podcast là gì. Podcast là cũng như là nó ở trên mạng mà nó chỉ nói chuyện không à, nhưng mà mở lên là nó cũng như cái radio vậy đó, radio vậy đó, mà nó trên mạng. Thì cái này giống như cái đó, thì nó nói về cái người theo dõi nó, theo dõi cái chương trình này. Thì enriching là cũng như là làm phát triển tốt vậy đó, cho mấy người theo dõi nó. Mai là cái suy nghĩ của người ta đó. Through engaging and truthful new stories. Thì engaging là cũng như là kéo người ta lại, cũng như nói một cách mà hút khách ấy. Việt Nam mình nói là hút khách ấy, là engaging and truthful new stories. Cái cách mà hút khách là có mấy cái này là cái news channel hay gì đó, news stories là tin tức, thì nó phải chọn mấy cái tin tức mà nó hút khách, và cái tin tức đó là phải thật sự truthful, thật sự. We also actively recruit a diverse staff to reflect our Trinidadian and Tobagonian audiences. Nghĩa là họ sẽ actively là hoạt động để tìm kiếm, recruit là kiếm a diverse staff, nghĩa là nhân viên của họ là phải diverse, nghĩa là khác, chứ không có giống nhau, ai cũng suy nghĩ giống nhau này kia đó, không phải. Cũng như là mọi người phải là người này thích cái này thì kia phải thích cái khác, kia cái cách suy nghĩ khác nhau vậy đó. To reflect để đại diện cái văn hóa của cái tuổi Trinidadian và Tobagonian audiences, là cái khách hàng của nó, cái khách của nó nghe cái thông tin báo này trên mạng là hai loại người này. These teams composed of workers from all levels of the organization. Và cái nhóm này, cái team này, nó có nhiều cái team, phải nhiều mọi người, thì nó có nhiều cái nhóm khác nhau trong đó. Composed of, cái chữ composed là trong cái đó nó kéo lại cái gì, không, cái này là một nghĩa của nó. System bao gồm đúng, composer và bao gồm người làm việc đủ trình độ, from all levels,
All levels là đầy đủ trình độ of the organization. Organize là tổ chức, yeah. Organize là tổ chức, kế hoạch, phải không? Kế hoạch. Còn organization là như là một nhóm nhiều người, có một nhóm, một hội, yeah. Organization là một cái một hội gì đó. Thì cái trình độ của nó là gồm hết trình độ trong cái hội đó. Meet regularly và gặp nhau thường xuyên. To hold brainstorming sessions để giữ cũng như là brainstorming là cũng như mình kéo nhiều người để mình tìm một cái ý kiến tốt nó sẽ có trong đó. Nhất là mỗi người suy nghĩ này kia một cách mà xử lý cái gì đó. Cái đó kêu là brainstorming. Thì cái là cái brainstorming session. Session là cũng như là một lớp vậy đó. Aimed at improving efficiency and productivity. Thì cái này là mục tiêu của nó là sẽ improving là sẽ làm tốt hơn, phải không? Chuyển lên efficiency and productivity. Cái chữ efficiency nghĩa là cái gì nó efficient, hay là nó mình có thể làm nó trong cái thời gian ít. Còn productivity là có hiệu quả, yeah, hiệu quả. Cũng như ví dụ mình nói là một chiếc xe là efficient, thì cái nếu chiếc xe đó là efficient là nó sẽ dùng ít xăng hơn mấy chiếc xe khác, yeah. Nó có thể đi tới chỗ đó hay gì đó mà nó sẽ dùng ít xăng hơn. Còn productivity thì nó có hiệu quả hơn. Nói về productivity, Harman Media offers opportunities for professional advancement and encourages work-life balance. Thì nó nói là chỗ này sẽ có offers, cơ hội cho phát triển professional advancement, là có thể mình được lên chức, yeah, lên chức rồi lên tới trình độ cao. And encourages work-life balance, và cũng hỗ trợ cái cách mà sống và làm ăn, cái công bằng của bên sống và làm ăn, cũng như gia đình và làm việc vậy đó. Okay, thì cái câu hỏi này là what is mentioned about Carmen Media's employees? Cái gì nó nói về nhân viên của công ty này? Thì là they come from a variety of backgrounds. Rồi, cái trả lời là họ từ là nhiều varieties of backgrounds. Cái background của bạn là cái gì mà bạn có kinh nghiệm về á, yeah, kinh nghiệm của bạn là gì á, cũng như bạn làm có làm bảo vệ rồi làm tiếp viên hay gì đó, tiếp tân gì đó, tiếp tân rồi bạn giao hàng rồi bạn có được làm giám đốc rồi. Cái đó
còn lại là cái background của bạn. Thì variety là một, nhiều cái khác nhau. Thì cái nói là nhân viên của họ là nhiều người á, có nhiều cái loại background đó. Mấy kia thì không có nói ha. Họ lấy được kinh nghiệm nhiều trong nhiều văn phòng đó, thích việc làm cho cái hội này không có. Recruited through a staffing agency, nghĩa là tuyển mấy cái người này qua một cái công ty mà kiếm người, tìm người á, tìm người cho công ty khác là không có. What is the purpose of Carmen's Media Star Teams? Purpose, thì mục đích của họ là gì? Câu trả lời là finding creative solutions. Thì tìm kiếm creative solutions, nghĩa là cái hiệu quả mà nó creative. Sáng tạo. Thì nó tìm kiếm giải pháp sáng tạo, tìm kiếm một cái giải pháp sáng tạo, cái cách là cái câu trả lời, tìm kiếm nhân viên mới thì không, tại là nói nó đâu có tìm kiếm đâu, nó nói về cái văn hóa của cái công ty đó. Raising funds for projects, nghĩa là cũng như kiếm kiếm tiền để for dự án, mà raising funds là cái cách kiếm tiền, raising funds. Gây quỹ cho mấy cái dự án, nhớ cái này là nói là cái mục đích của nó, thì nó có thể có mấy cái kia mà không phải là mục đích nha. Promoting work-life balance, nó cũng có nói về cái đó ở đây, mà như điều cái đó là không phải cái mục đích của nó, thì đi là đúng. Ok mấy bạn, mình nên dừng ở đây nhé, tại cũng trễ rồi, chắc cũng nhiều bạn mệt mỏi rồi. Ok. Yes. Ok. Rồi. Có bạn nào cần hỏi gì không?